nay em làm khách này, tình trạng da của khách như thế nào? À, thưa cô, là khách này là tình trạng da là có nhiều mụn ẩn ạ. Và tình trạng là nám mảng hai bên rất là nhiều. Nám mảng hai bên má ha. Như vậy thì em sẽ có một cái phương án điều trị cho khách như thế nào? À, em sẽ sử dụng mỹ phẩm tại nhà. Tại vì khách là do thời gian để chăm sóc da không có nên là em sẽ không sử dụng phương pháp bắn laser. Thì nó sẽ có bộ sản phẩm mỹ phẩm tại nhà. Vâng. Thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho khách những cái quy trình chăm sóc da tại nhà để cho hết nám cũng như duy trì làn da đẹp ha. Vâng. À, khách này là cũng có nám ở mũi nữa nè ha, nên chăm sóc kỹ cho khách nha. Dạ vâng. À, như vậy thì đối với cái bộ sản phẩm tại nhà thì em sẽ cho khách xài cái gì? Thưa cô, khi em học tại mỹ viện ạ, thì có sử dụng hai bộ sản phẩm dưỡng trắng này. Thứ nhất là bộ sữa trắng ban ngày và bộ dưỡng trắng căng bóng ban đêm ạ. Đúng rồi. Ngoài ra thì có thêm loại sản phẩm này nữa là đặc trị ạ. Cái loại này thì chỉ sử dụng ở vào buổi tối, khi là mình sử dụng một lớp kem dưỡng da vào cơ hội ra rồi. Đúng rồi. Và chỉ sử dụng ở trên những vùng bị nám thôi ạ. Đúng rồi. Thế nên nó đặc trị. Vâng. Nên mình sẽ tác động thêm một lần nữa là một lớp lên vào buổi tối nha. Vâng. Thì mình sẽ khi mà hướng dẫn cho khách á, cho khách về nhà thì em phải là kết bạn Zalo, sau đó em hướng dẫn cho khách cách chụp hình lại nha. Vâng. Rồi mình hướng dẫn cho khách dùng. Tại vì mình dùng đặc trị tại nhà thì mình cũng theo dõi da, rồi mình sẽ kết hợp hai hũ này nè để dưỡng duy trì và sẽ không tái phát nám luôn. Vâng. Còn có kết hợp thêm sản phẩm gì nữa trong bộ? Dạ cô có ạ. Ngoài ra thì em sẽ cho khách sử dụng thường xuyên là mặt nạ ngọc trai của này ạ. Thì tại vì bắt mặt nạ ngọc trai này đắp vào thường xuyên sẽ da rất là đẹp. Da không có bị gì thì đắp cũng đẹp luôn ha. Anh ơi, đi pha chị ít bột ngọc trai đi em. Tại vì chút xíu á, là chị làm quy trình xong á, thì bạn cũng sẽ đắp mặt nạ cho mình. Lúc đó da mình nó sáng hơn. Rồi sau mình về mình sẽ dụng kem như bạn hướng dẫn nha. Rồi thôi bây giờ bắt đầu cho quy trình làm đi. Dạ vâng. Massage làm da cho khách đi ha. Dạ. Thì ta chú ý là trang điểm á.